rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. Từ năm 1991 cho đến nay, thương hiệu áo Aeon Audio vẫn đang miệt mài tung ra thị trường những thiết bị âm thanh ngày càng tiên tiến với độ bền cũng như chất âm ngày càng được cải thiện. Khi đầu đĩa CD 10 ra mắt vào năm 2017, nhiều người đã bị thuyết phục rằng đây là một trong những đầu CD hay nhất ở tầm giá dưới 10.000 đô la. Tuy nhiên, trong quan điểm của Gerhard Hesch, người sở hữu thương hiệu Aeon, thiết bị nào dù tốt đến đâu cũng vẫn có cách để cải thiện. Vì thế, không quá nhiều ngạc nhiên khi chỉ vài năm sau đó, Aeon tiếp tục tung ra thị trường bản kế nhiệm của CD 10, đầu CD player Aeon CD 10 thế hệ thứ 2, với 3 phiên bản khác nhau Standard, Signature và Ultimate. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về phiên bản Signature của đầu đĩa chứ danh này nhé. Phiên bản đầu Aeon CD 10 thế hệ thứ 2 Signature khác với bản Standard ở chỗ nó được trang bị thêm mạch DAC bổ sung có khả năng chuyển đổi mọi tín hiệu digital sang DSD, có thể lựa chọn giữa DSD 128 và DSD 256. Bên cạnh đó, ở phiên bản Signature, Aeon cũng sử dụng các tụ nối tầng Supreme của Moondrop với chất lượng xuất sắc. Ngoại trừ việc tích hợp nắp đĩa và cục chặn làm một, tất cả những yếu tố còn lại ở thiết kế bên ngoài của Aeon CD 10 thế hệ thứ 2 Signature đều được giữ nguyên. Thiết kế phần mặt trước với màn hình LED đền nền đỏ vẫn rất đậm chất Aeon, trong khi công tắc nguồn được đặt ở dưới đáy. Phía sau cỗ máy là một loạt cổng đầu vào digital, trong đó có cả cổng USB asynchronous. Đầu ra của thiết bị được trang bị đầy đủ cả hai loại cổng analog là RCA và XLR. Việc lựa chọn đầu vào được thực hiện thông qua nút bấm ở trên đỉnh, gần sát với khay đĩa. Phía sau máy có một switch gạt lựa chọn mức điện áp đầu ra với 4,4V ở vị trí high và 2,2V ở vị trí low. Ngoài ra, ta cũng tìm thấy một switch gạt khác cho phép đầu đĩa hoạt động giống như preamp với khả năng điều chỉnh điện áp đầu ra, hoặc chỉ như một đầu đĩa truyền thống với điện áp đầu ra cố định, rất linh hoạt cho việc sử dụng ở những phối ghép khác nhau. Thiết kế bên trong của CD 10 thế hệ thứ 2 cũng gần giống hoàn toàn với thế hệ trước. Thứ đầu tiên bắt mắt chính là bộ cơ được đặt chính giữa máy, cùng với một bảng mạch PCB nhỏ chứa mạch kiểm soát và mạch logic. Trên đó là một bảng mạch PCB khác. Đây là module chứa mạch DAC chuyển đổi tín hiệu từ PCM sang DSD, bổ sung cho phiên bản Signature. Module này được Aeon phát triển song hành cùng với công ty Stream Unlimited, sử dụng bộ xử lý Analog Devices ADSP21489, chip DAC AKM AK4490EQ cũng như các tụ điện Michigan cao cấp. Tại tầng analog có 4 off-arm Von Braun OPA134UA làm nhiệm vụ hỗ trợ cho đường tín hiệu theo với cấu trúc đối xứng toàn phần. Ở phiên bản Signature này, các tụ nối tầng Moondrop Supreme cao cấp cũng được thêm vào. Cụ thể, có tổng cộng 4 tụ như vậy với điện dung của mỗi tụ là 1,5 microfarad, cao hơn một chút so với phiên bản CD 10 Signature. Bên cạnh đó, các tụ MKP trên đường tín hiệu cũng được lựa chọn kỹ lưỡng với dung sai lên đến 2%. Đồng thời, thiết kế của đầu đĩa còn sử dụng một bóng 6H30 triode cho mỗi kênh ở tầng đầu ra và một bóng 6Z4 để chỉnh lưu. Các bóng này được đặt trên khe cắm bóng bằng nhôm với chân pin mạ vàng, từ đó giúp cho việc phân bổ dòng và tín hiệu được cải thiện tốt hơn. Bên cạnh các bóng đèn này, ta cũng sẽ tìm thấy các linh kiện cao cấp nhất trên cỗ máy, chẳng hạn như tụ polypropylene trên đường tín hiệu hay tụ điện hóa Rubicon trên mạch nguồn. Bản thân mạch nguồn cũng có sự cải thiện rõ rệt, sử dụng biến áp lõi R với độ nhiễu ổn thấp, cung cấp năng lượng cho cả mạch analog cũng như tầng digital. Đồng thời, mạch ổn định còn được thiết kế cho từng tầng với khả năng hoạt động mang độ chính xác rất cao. Quan trọng hơn, các tầng này còn được thiết kế mạch nguồn riêng để giảm thiểu hiện tượng can nhiễu, từ đó góp phần giữ cho tín hiệu được duy trì nguyên vẹn. Chất âm của đầu đĩa này có thể được đánh giá là sự kết hợp giữa những đặc điểm tốt nhất của công nghệ digital và kỹ thuật analog. Người nghe gần như không thể tìm được bất cứ lỗi nào đáng chú ý. Thay vào đó, thứ họ trải nghiệm là sự trong trẻo, rõ nét cả về chất âm của những nhạc cụ cụ thể cũng như độ chính xác cao trong những cách thể hiện những nhạc cụ đó. Ngoài ra, ta còn cảm nhận được sự sống động, mượt mà và tinh tế, những yếu tố thường được gắn liền với những thiết bị analog. Với đủ các thể loại nhạc, từ jazz cho đến nhạc cổ điển, không thể phủ nhận rằng CD 10 thế hệ thứ 2 Signature đem đến ấn tượng rất tốt. Nó có khả năng khám phá và tái hiện thế mạnh của từng chất liệu âm nhạc. Không gian thể hiện bản nhạc được tái hiện rất rộng rãi, đem đến cảm giác đầy đủ cả 3 chiều, với độ sâu và mức mở rộng chỉ bị giới hạn tùy vào bản nhạc đó. Dù lựa chọn bộ lọc digital nào,
cảm nhận chung về CD10 Signature thế hệ thứ 2 vẫn cho thấy đây là một đầu đĩa cân bằng một cách hoàn hảo. Đầu đĩa CD10 thế hệ thứ 2 Signature sở hữu các giải cao tương đối sáng và rõ ràng, kết hợp với trung âm mở và có hơi hướng khá mượt giống như chất của âm đèn, từ đó góp phần tái hiện đầy đủ cấu trúc của từng bản nhạc. Dù đó là bất cứ thể loại nhạc nào, CD10 thế hệ thứ 2 Signature vẫn có khả năng chơi một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, phô bày hết mọi chi tiết. Do đó người nghe không cần gắng hết sức để có thể cảm nhận được từng khoảnh khắc trong âm nhạc. Về giải trầm, đầu CD này sở hữu tất cả những đặc tính cần thấy ở một đầu đĩa cao cấp trong tầm giá này. Chúng ta có thể cảm nhận được sự độ động hoàn hảo, cực kỳ cân bằng khi kết hợp cùng với các giải âm khác. Bất cứ hệ thống nào, bất cứ bản nhạc nào khi được phối ghép cùng với đầu đĩa này cũng không ít thì nhiều thể hiện một chất âm rất cao cấp, thể hiện trình độ bậc thầy trong việc thiết kế nguồn phát nhạc. Trong tầm giá dưới 10.000 đô la, người dùng có thể lựa chọn khá nhiều đầu CD đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Aeon chính là một trong những số đó. Đầu đĩa CD10 thế hệ thứ 2 Signature chính là một phiên bản nâng cấp đáng giá từ CD10, là một trong những lựa chọn tốt nhất trên thị trường hiện nay. Chất âm của nó là sự kết hợp giữa những yếu tố tốt nhất của thiết bị đèn và thiết bị bán dẫn, từ đó đem đến những trải nghiệm sâu sắc hiếm khi tìm thấy ở các thiết bị khác. Hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn phần nào hiểu rõ hơn về đầu CD player Aeon CD10 thế hệ thứ 2 Signature. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.